thấm hả? Nãy giờ chua chua giờ thua thấm hả? Chào cả nhà nha. Nay hai anh em lại tiếp tục đi thăm bẫy rắn, luồng bẫy này của Quẹo. Nhưng mà do Quẹo thấy cái dao hổ sáp mà Quẹo đặt trong đây thì hay mắc lọc hoài luôn. Cho nên là Quẹo có kêu nhóm anh Trần Giang Sơn Bắc là Giang Ca đăng xuống chung với tụi anh em mình. Quẹo chỉ cho mấy anh em nào đi chung Quẹo ngay đó là Tâm. Anh Tâm, còn bên anh Trần Giang, anh Hoàng, anh Giang Ca và những anh Phụng và mấy chú khác đang ở trong đó, đang đi trong nhà bần trong của nhà đó. Hồi ra sẽ mình sẽ quay cho anh em xem những hiện vật đó. Ở đây thì cái khu này thì Quẹo đặt rắn hổ hành thì cũng ngon lắm, nhưng mà cái là thấy dao sáp đặt hoàng dính thì do tình hình mất bẫy á, nên Quẹo quyết định kêu anh Giang là xử lý để không mất mát thôn thẩm thất nữa. Đó, giờ Quẹo sẽ dẫn Tâm lại ngay chỗ đó ngay cục đất có một cái dao sáp đang lọc ngay đó. Đó, cả nhà đang thấy không? Đó, Quẹo sẽ dẫn lại ngay chỗ đó. Thì cái khu này nói chung là anh em mình đi đặt bẫy rắn hiểu mà, chỗ này càng ấm thì nhiều người anh em tới sẽ mất lọc rất nhiều. Đó, giờ Quẹo sẽ vô với dẫn Tâm vô ngay trong lá đó, cái dao anh lọc ngay đó đó, ngay chỗ đó bẫy Quẹo, cái bẫy ngay đó nè. Đó, giờ anh Giang sẽ lùng sục bên đó. Nhân vật nổi tiếng của đào rắn, ông vua đào rắn miền Tây. Hả? Không hang hả? Bên kia hang có bên kia gì Tâm đang ngồi bánh. Đây nha anh em, ông vua đào rắn miền Tây nè, Giang Ca. Đây là chằng chịt quá, mấy anh đại quần không có, khó tìm quá. Ừ. Nó rậm á, dài qua cái nhà quan lên bên đó đó, tại vì nó dung đất lên á, mấy cái cặp kè đó có hang có thôi. Trước là anh Phụng, giữa là anh Hoàng, sau là anh Lít. Lúc nãy Quẹo xuống dưới thì chụp con hành, con này 4 lần không? Nay đem nhiêu chuột? 55 chết hết con rồi. 55 chết con còn 4 con hả? Chuột giờ tính là cả 10.000 một con rồi đó. Chính xác là phải là chuột mắt thôi rồi. Chuột mắt là chuột 6 con, chuột đẻ. Mà hồi hôm về có 16-17 con ký à. Quá hốt. Bình nha, đây Quẹo xuống về một cái rồi, hai cái đầu tiên với mấy cái? Hai cái hả? À? Là hai cái với một con nè anh em. Con này 4 lạng. Chuột mã đái đây khai nhiều khi chuột nó chết mà còn vô. À, chú đi theo bên nhóm anh Giang, anh Hoàng. Ôi, không ra. Còn anh Giang anh Hoàng này còn đang quần khu đó. Anh em mình đi trước đi thăm bẫy rắn để mưa tới. Rắn là hai cái đầu như nhau, cái đuôi cái đầu nhìn lộn á. Cái cục nút đuôi á. Bốn lạng ngọt ngào. Rồi. Còn hai cái đầu tiên được con nữa anh em. Đi qua đó thăm hai cái. Đây. Giờ Quẹo sẽ lại thăm nó cái là một cái lợp để dẫn chỉ mấy anh này lại đây đào rắn điểm này. Rồi hai anh em mình đi thăm bẫy, chia tay nhóm anh Trường Giang, anh Phụng. Bắt đầu anh Phụng là thủy triều sấy, còn anh Trường Giang ăn SB là săn bắt. Mấy anh em mình đi thăm bẫy tiếp, sẽ chia tay nhóm anh Giang và anh Phụng tại đây. Chào anh nha, phát hiện nha. Chị mới chụp đâu rồi không? Không à. Dạ, trời ơi, cái gì vậy? Coi gì mình mới chụp được à, chứ không phải giống đẳng cấp như anh Giang bắt tay à. Có đồ dài nè, tôi đạp đầu nó chứ gì. Để anh đào hết cái hang này rồi mình chia tay đi, mình đi. Con bắt rắn bự ở đây nè. Rồi giờ thì hai anh em mình chia tay nhóm anh Giang, anh Hoàng, anh Phụng. Hai anh em đi thăm bẫy. Thì sáng giờ Quẹo thăm có chừng 3-4 cái gì á, trời giờ cũng 1 giờ trưa rồi, nắng đứng gió luôn, thở không nổi luôn anh em. Nhưng mà cố gắng đi thăm bẫy thì sáng giờ cũng chỉ mấy ảnh mấy điểm, mà hai điểm thì chưa dính, còn điểm này rất ngon, điểm cuối cùng để mấy ảnh đào coi xem có con rắn không. Còn anh em mình đi thăm bẫy riêng để mà chưa, để nắng quá thăm không nổi dính anh em.
quẹo chị dính rồi đó. To không? Tiếp tục bon hả? Hàng gì vậy? Hết lặng. Tồi ui hết lặng. Đây anh em. Hết lặng nè. Ơi, ngon ngon ngon. Ờ phải anh lấy tay ra, lấy tay ra, lấy tay ra. Ờ cái máy rồi. Ngon nhanh em. Rồi giờ anh em tiếp tục nha anh em. Quá ngon thơm. Dính chỉ vô cười chấm chấm mà tưởng đâu vô hành dữ á. À. Ai vậy, vậy con vợ anh cũng phải tầm 1 ký cái máy anh em. Ngon lành ha. Tuyệt vời. Giờ trời nắng nói chung là gần 1 giờ đó. Hai anh em thăm bảy mà sáng giờ lu bu đi vị trí nhóm anh Giang đi đào ngon lành cành đào. Biệp kêu nè, nước lớn lòng tiếp tục không rồi cá đông dính chết chuột anh em ơi. Rồi giờ hai anh em mình sẽ tiếp tục vô trong đây. Bộ chuối này hay có hấu hành, thường thường hấu dọn cũng hay đi đường này lắm. Cần đặt răng láng trên da dính hấu, hấu dọn nó trống trống vậy nè. Hả? Chết chuột hả? Anh thấy giống cái bài vậy? Rồi cái này rất là nha anh em. Giờ quẹo bắt con hấu dọn này luôn nha anh em. Con này ký mấy á, con lành. Wow. Trời ơi, có bự đâu. Chà bá, nhưng mà nặng lắm, anh nhóm nặng. Nè, cái phanh nè, tại nó co gì mình tải ra bự lắm. Lọc da luôn. Ừ, cái phanh, ơi nó giấu đầu. chưa chạy đầu dữ lắm, con ve đầu đu ngay mỏ luôn nè, con ve đu ngay mỏ nè, nó cũng tung tung tày đầu nè. Ơi chiều râu không biết có bị đâm không, có đâm thì cái mỏ tày á đậu luôn à. Hồi ve quá trời luôn đó, hồi ấy gì đâu tày mỏ lại, nó cũng tày mỏ rồi. Con này khoảng ký 2 ký 3 chứ dẫn đâu sợ hơn nữa. Chứ này con này còn ký 3 ăn lên á, đâu con này chắc ký 2 bự nghe, với cái phanh bự quẹo cái là bự lắm, đọc da ra đây luôn cái hôm. Ừ. Ôi đừng làm quá lũng thịt. Chà bá luôn. Nó tung tày mỏ lại, nó ê quá, nó giấu đầu luôn như hồi dưa sáp. Dưa trên mỏ cũng có đeo nữa. Nè anh thấy con dưa trên mỏ nè. Ra nè, tồi vô đá anh em. Wow anh em ơi. Sốc hôm rồi. Rồi nó thở nha. Nóng lại, nóng lại. Rồi chừa râu, tức thịt. Ừ. Rồi chừa râu chắc xảy quá à. Chờ đâu ăn được nó quá. Dạ. Rồi anh em đã không anh em? Quá à, không. Có ve chỗ nào không? Có ve nãy giờ anh thấy ve lưng á. Ve sống lưng á. Đúng chỗ nào? Quá đã anh em thấy không? Giờ bụng mới lọc vào sáng dưới anh em thấy không? Quá sướng. Quá đã anh em ơi. Quá anh em. Cao thủ hành mà lo luôn biết hồi giờ anh phải rồi. Xe thì đúng rồi. Có xe anh em. Rồi anh em mình sẽ dừng máy tại đây ha. Tới con này khoảng tầm ký 2 lên nha anh em. Tới chỗ sẽ quay tiếp cho anh em xem á. Rồi hai anh em mình tiếp tục vô đây. Lúc nãy thì tại đằng kia có anh kia nhậu. Dính cức hả? Để nói cho anh em nghe. Nãy có anh kia nhậu, cái ảnh quắt vô hỏi có đắng không, kia nói có con dện. Thì quẹo cân được ký 2. Anh hỏi bán giá như sao? Quẹo nói bán giá 400. Thì con nó ký 2 nó 48 mà anh cho luôn thẳng 500 nha anh em. Là như con dện bán rồi. Rồi đây anh cua đâu cho. Nặng nặng ơi, con ký à. Được không? Nhỏ. Trời ơi. Tức em biết nó nhỏ rồi. Sikula hay nhì à? Trời ơi, nhì. Nhì. Con nó nhì anh em ơi. Con này không được nhì nữa. Sikula. Sikula. Rồi, anh em mà ra vào trống bắt anh em, như con này là ba được nãy được con nó như ba con hành một con hồi dành mà con hồi dành. Hiện tại là bán nhanh nha anh em. Quẹo đó thu nhập được 500k rồi con hồi dành. Sikula. Rồi quẹo thăm đằng kia dính đằng con mà sát đường quá không có quay được nên dính cũng con nhỏ. Như quẹo giờ tính thu nhập sáng giờ thăm cũng mười mấy cái đúng không? Tại mà mất đi ấy đâu đấy. Sikula. Như là hai con trong vỏ giờ là hai con Sikula mà con nhì. Con hoa dền thì đã đi được tờ xanh xanh nó xanh kêu xanh gì ta? Bolime mà xanh gì chứ? Bắc hồ. Bắc hồ mà cái màu 500k là màu gì? Xanh gì đó? Màu gì ai biết, màu tiền, màu xanh thì màu xanh. Hổm mấy người kia kêu hay lắm, màu xanh kiếm được xanh, tài xanh gì nè. Anh em biết anh em bình luận nhau nha anh em. Không có mấy anh cháu nó nói ngày làm được tờ đó mà.
mình không biết là nó kêu cái màu gì, anh cần quên rồi, anh em biết mình lưng ha. Rồi anh em mình đã thăm mười mấy cái bẫy, giờ thì sẽ xử lý lập tới bẫy, anh em sẽ quay nữa. Đặt xuống cái khu kia hả, mình mới đặt anh cả. Ừ. Qua. Mới đặt test, mới test hả? Ừ. Đừng khu mới test là ngon lắm nha anh em. Mà... gắn gắn ngon lắm. Ừ, tiếp tục ha. Con bom đang thay lòng, để niềm đau thương kia mặt ngầu, bước chân đang đi về. Rồi to cũng cũng rồi, trời nó cũng bự bự rồi, cái sống lưng đó ngon à, kéo ra không anh được không? Chà, còn vô nhất anh em à, rồi đi nha em, mình sẽ xuống đây thăm một cái bắt rắn tại đây đi nha anh em, hồi nãy còn có người quá tới liền không có ấy được. Trong trong cái vườn dính dính nè. Chết rồi. Chết rồi hả? Ừ. Dính rác. Bắt rắn không đi? Con này con nhất nha nha. 6 lạng nửa ký gì nha. Ừ. Cái lọc này làm hồi nào mà quyền thổi vậy? Cái tài đưa này. Cái tài đưa. Lọ, tài chơi lọc vậy không hả? Ăn được kia đây. Hả? Bữa nó dính con không ngửa đưa tôi. Cái hộp này trăng vàng. Cao cũng ngang 13 14 á. Trời con này. Sao lạng nữa không? Con này 5 mấy 6 lạng gì á. Vậy duy nhất được rồi, có là ngon rồi còn gì nữa. Tuyệt vời, thì bắt con này lấy lập xi cua đặng lại thăm cái kia. Ngon nhanh em. Trúng rồi, quẹo trúng, tới thời điểm mình mấy cái mà trúng. Qua đã. Nhưng tính là sáng giờ mấy ba con kia bự nè, ngon dữ hả? Ừ. Lúc lúc lừa hả? Chiếm con 8 lạng đi. Ừ. Chiều dao đây. Ta đặt hả? Ừ. 8 lạng 9 lạng ký rồi. Con này 6 lạng được. Ừ. Ừ. Con chà bá nha anh em. À. Ngon lành ha. Đấy nhìn trong nó nhỏ ha. Ừ. Qua đã, tuyệt vời. 6 lạng. Tấm tép. Cỡ này trở lên nó mừng còn hơn chứ mừng nó đi thăm bảy trắng mà. Mừng hơn là mẹ đi chợ gì không? Ừ. Chín rắn vậy là được 200-300 ngàn, 200 mấy, ừ. Sống khỏe. 4 con vậy, ngày được 4 con vậy kiếm cũng cả triệu. Nhầm khi anh em cả nhà, nhiều khi cả nhà xem nói anh em bán rắn bắt rắn có tiền, nhưng nhiều khi á chuột mắt nè, lúa nè, săn cổ. Cái phần nói nhiều khi bữa nào trúng thì cũng được, mà bữa nào thất á, cái nó cũng bù qua sức lại cả nhà, cái nghề săn bắt mưu sinh là vậy á, chứ không phải là nói lúc nào vừa bán rắn cũng ngon gì, tiền nhiều này nọ không có đâu, đủ chi phí á, săn cọ là chuột có khi thất có khi trúng vậy đó. Có nhiều anh em thấy rồi, có nhiều anh em hỏi sao anh em mình làm clip không nói chuyện lớn, anh em có thông cảm là tại vì vô khu nhà người ta đó không có nói chuyện lớn, lớn sợ người ta biết chứ nè, chính mình nè. Này mới cất kể đây là ngon được không hành nè, con này chắc nhì quá ha. Rồi hành nhì anh em ơi, con này 4 lạng lên chà bá luôn, ngon dính, yêu cầu dính rắn rồi, rắn gì cũng ngon hết rồi. Rồi nè, con này chắc vô lâu vậy cất quá thôi thằng. Rồi à, mình đi kiếm cho nó bắt luôn. Ừ. Ngon không? Ngon. À, trúng ha. Nay vợ ôm anh Vẹo, anh Vẹo có lý á. Bắt luôn chứ, lấy đập xì cua. Vẹo bắt đắng rồi nha em. Đây là thăm ba. Có lý ạ. À. Mười mấy cái. Đây là thăm khúc này 4 cái với 3 con. Ừ. Thế anh em thấy nắng không, đi nắng mà cái nóng, cái con người mặt đỏ rần lên như mà vô vậy. Sĩ vậy nè. Ừ. Có nhiều cái con nắng nhỏ mà vô thấy cứt bự thấy mê, ai dở lên xì cua te. Nhìn thấy nản luôn. Đây là ỉa cứt vậy mà. Ỉa lộn vậy, có khi hổ sáp nó cũng ỉa lộn vậy, mà hổ hành nó cũng ỉa lộn vậy. Ừ. Ờ, theo cái anh kia anh nói ỉa cái xanh vậy, rắn bự này, này cái xanh mà sao này, rắn vàng. Vàng vàng xanh xanh nè. Con này có 4 lạng mấy vậy. Ừ. 2 nửa ký gì thấy cũng nặng quá lận. Đó anh Hiệp anh cũng làm kênh YouTube mà giờ anh cái kênh ổng anh vấn đề là anh ngưng lao giáo lợi thì anh thăm bảy chuyên gia anh vô thấy cứ xanh
có dùng mình sao không biết, chứ dùng ảnh anh vô cước xanh là dính hay đáng bự không. Rồi, thấy okay. Rồi cái này là bao nhiêu nhất vậy? Nhất rồi. Sao không tới vậy không? Hả? Không tới rồi. Không tới. Con này chừng 4, lần 8, 4, 9. Ráng nhiều nhất vô nữa anh em. Kiếm bệnh con 8 lạng chiều giao ơi. Kệ nó, thì giờ thì thăm đi. Tới đâu hay tới đó. Mới mười mấy cái anh em. Như này là một cái máy ấu hành này nè. Ngon không? Này, con hỗ trợ anh thì bán rồi. Được 500k nè, 500k nói có sách mất có chính cho anh em xem nè. Chó nha. Anh em bình luận thử tờ này xanh gì nha. Hai. Mình với Quẹo hai ngu quá không biết màu xanh gì. Rồi đi nhanh em, để cho sữa quá. Nhà tới đây thì lúc nãy á thì vô đọc không hiểu, nhưng mà nghiên cứu thì nhìn lại cái đề cá thì ngộ là hiểu. Đây cần giải thích cho cả nhà nghe. Con ơi đời ông, bà con không trộm cắp, đời con trộm cắp tội cho ông bà con. Là cái nhà biết gì không? Người ta một cái đìa cá, người ta không có làm hàng rào, người ta sợ có quá trộm. Chơi cơ bản nha, cái này như dạng chơi chữ á cả nhà, chơi chữ á. Thấm nha. Nếu anh em nào cái là thấm, còn anh em nào không ấy thì cũng không biết như thế nào. Đọc không? Bản rất là cực kỳ độc. Như còn 4 cái nè, khu này mình được nhiêu cái? Nãy sáng được 20 cái hả? Chờ chưa tới nữa. Đây dính con Sikula nha anh em, nhưng mà quẹo đem 25 con chuột, nhưng mà thăm cái khu này thì nắng quá này, quặng thêm gắn mấy con cái này về. Tại vì quẹo thăm hết thể là mấy cái về, nhưng mà trong nắng quá, trong cái lợp đó chuột cũng chết được mấy con luôn. Chắc chết chuột nhiều. Nhưng mà nó ngon, nay ngon hả đúng không? Nay trúng. Được con kia là anh này, nãy giờ anh nghiệm này, anh cầm cái tờ tiền nghiệm. Màu xanh da trời. Nó ngà ngà đó thấy không, giống nước biển đó. Phải, màu xanh da trời đó. Ừ. Nãy giờ không nhớ rồi ơi. Tại vì không có tiền lớn anh em. Khổ quá không có tiền lớn nên không biết. Đang dặn con ký mấy đó nè. Dạ nè. Ký mấy? Cỡ 1 ký 2. À. Giá cũng giống như nãy luôn hả? Ừ. Ừ. Rồi để hẹn lại nay mai gì đi. Như đây 2 ký đắng không? 2 ký. Còn hả? Lúc tài. Và 4 cái nữa. Lên cái khu dặn lội á. Lì giờ về sớm làm gì? Vậy lát đi buổi chiều nữa. Đi nữa hả? Lì giờ. Ta giờ về tắm rửa đẹp trai rồi ra vợ anh mang tiền nghỉ cho em. Mai nghỉ rồi. Mang dỗ nữa. Đã vậy. Cuối tuần là ăn lận. Bên thủ bộ ai quen ai bán? Chèo. Chèo bán hả? Đã ha. Rồi vậy trong cái nơi đó mình còn, hiện tại mình còn đây là 4 cái, khu này 4 cái nữa phải không? Ừ. Nhưng mà chuột còn nhiêu con? 2, nhiêu con? 11 con. Dữ vậy hả? Vậy sáng mình thăm chuột sống nhiều không? Sống 12 con gì hả? Sống là sống cái khúc kia đó, hổm mình 7 ngày rồi, hôm nay mình quay trở lại là đúng 7 ngày, còn luồng này bỏ mười mấy ngày nữa chết sạch á, không có sống nào, luồng này không có sống nào đâu. Rồi, kể như anh em mình tháng thăm khoảng đến thời điểm là anh em thăm mười mấy gần 20 cái rồi đó. Để thăm cái khu này còn 4 cái nữa à. Rồi về. Quẹo thì ở ngoài đúng rồi, cây xe xe lúng. Mình vô đây. Lắp dữ vậy ta. Còn cái lọt không? Còn cái lọt không mới quan trọng nè. Còn em có hiểu chưa bị khui mốc gặp đây chứ không có dấu hiệu gì anh em. Gặp chà bá luôn, rất nài rồi, rất nài. Còn xỏ không à, một cái cuối cùng tại cây bằng ổi này cây nè, cái mền trái nè, có người ta cũng hết hết. Bằng ổi này thường thường có hai loại ha, bằng chua, bằng chắc nè. Bèo làm tới này nè. Anh ơi, mới chín là nó chua, mới chín là nó chua. Nè, bèo tới này ngon lắm nè. Tới nào? Đó, tới đó đó. Thôi anh y đăng anh ăn đâu. À. Thôi, quay đẩy cái cho anh em, mời anh em cái đi. Cái này nó già chua, cái hổm, mình đã hỏi mình còn đen đen.
xanh đen này xanh vàng. Ủa, cũng mới ớt rồi, bấm ruốc. Xe quậy có mướt không? Không. Mướt đẹp ạ. Ừ. Mướt đẹp. Rồi mời anh cả nhà. Cái bằng ngổi. Ngổi quá ngon cả nhà ơi. Lắm. Chạy chạy nước miếng. Tém một cái. Cảm giác là sao? Còn ngon à. Chua không? Mà chua không? Không. Để chơi chua hả mà. Ngon tay hổm đúng không? Đúng vậy à. Đúng vậy hả? Ừ. Rồi đi. Đây chạy nước miếng. Nó cũng hơi chua chua đúng không? Nó chát nhưng chua chua dữ. Nó gần chín kìa, nó chua để vô ê răng luôn. Ăn đi chứ để bóc này. Ăn hả? Còn cái này, rồi cái này. Này lấy túi rắn luôn đi, rồi quay xong cảnh cho cả bảy mình chào anh em cả nhà luôn. Thì nay cho cầm nghỉ anh ít bảy mà trúng là ngon không? Không mấy cái rồi chứ bộ. Ừ, cũng không mấy cái rồi mình ngon. Tông hiện tại đó là mình có thể có 2 kg rắn hơn đúng không? 2 kg 2 kg mấy? Ờ, dưới bán con kia được 500.000. Thì nay nói chung là quẹo thu nhập cũng được khá khá. Đây nha anh em. Đã. Được con nhất. Con kia mới được vô nổi nha hoa. Rồi việc xem lại cân. Được con đó. Chắc sao ạ? Rồi, nếu cả nhà với anh em xem video của hai anh em thấy hai anh em dễ mến, muốn xem được nhiều video của hai anh em thì bằng cách đăng ký kênh ha, để ủng hộ hai anh em. Để kênh càng phát triển thì cả nhà xem được nhiều video hơn. Giờ quẹo sang hết trái bần ngổi này. Anh thấy có đường mòn rồi đó. Anh vô anh coi còn không bằng. Thăm hả? Thôi quẹo thăm nha, anh đâu biết đường cái nào đâu. Quẹo vô thăm đi. Ăn hết trái bần ngổi này rồi sẽ đi cái này mà có mắm ruốc ha. Có mắm ruốc. Chúng bà ăn ngổi, bà ngổi ăn phải mắm ruốc. Mắm ruốc tỏi ớt rồi vô nhiều ha. Ừ. Đường quết rồi vô. Wow. Mắm ruốc phải có tỏi ớt đường. Chảy nước miếng. Ngon, nhức nách. Ngon. Mốt đem theo ha. Rồi mốt mình đem mứa ớt theo à. Ừ. Chấm ớt. Ừ. Quét vô cái cắn cái. Cũng ngon ngào ngào. Ừ. Còn chi mà mắm ruốc. Lấy cái hũ nhỏ ha. Mắm ruốc lá ăn uống nước ghê lắm. Ừ. Cả bầu tử yếu quá. Ý là nhẹ răng nặng chuỗi vậy. Giờ thấm hả? Nãy giờ chua chua giờ chua thấm hả? Chứ thường thường mà phải chua không nè. Ừ. Phải có muối ớt rồi nữa. Ừ. Chứ thường thường chua anh làm chừng muối anh rồi anh chạy à. Khế chua hoặc là xài chua anh lụm được. Mà còn bần chua là anh chạy. Me nó không được mà bần anh chạy. Bần chua chịu không nổi. Chạy nước miếng không anh em? Đây là bần ổi, miền Tây mình kêu bần ổi. Còn ơi còn bằng bằng ở đường nước mặn đâu kia bằng gì? Bằng rừng phải không? Hết nửa trái. Ừ. Cao quá. Rồi cái là cuối cùng nha anh em. Còn bảy không? Ai đặt đây? Mất cái bảy mình hả? Không có, mình đặt đây nè, ai đặt đây đó. Ừ, lấy lúa là lấy cái lập rồi đó. Thấy không? Ừ. Hên, may mắn mình còn cái lập là hên, may mắn rồi. Gì? Để coi còn không? Không, không có dấu vẹt đâu. Còn. Còn. À, anh quay ở chỗ đó người ta đặt, người ta mới rút rồi. Ừ, đây nè. Ai lúc cái lợp anh nhìn thấy không? Quay gần vô mới thấy được. À, chừng ta đặt chuột đó. Chuột rồi, chuột. Thằng quả có gì không? Chết rồi. Chết chuột hả? Chết này hả? Rồi, quý giá của anh hai anh em tới đây ha. À, xin chúc cả nhà buổi tối xem video vui vẻ ha. Rồi hai anh em xin chào cả nhà và hẹn gặp nhà cả nhà lại video tiếp theo ha. Chào cái cầu thủ Hoàng. Chào cả nhà. Rồi chào cả nhà, hẹn cả nhà lại video tiếp theo nha.